Dạ. Cô ơi, để con chụp tấm hình cho con. Chụp hình đi chút xíu nữa cô. Dạ đi con ra chút chụp hình cho cậu cô ơi. Cho cô chụp tấm hình xong đi rồi tụi mình cũng sẽ chụp tấm hình vậy. Đẹp với cậu. Qua đi lúc nãy. Dạ anh Ngọc chụp hả? Ê bé, bé mẹ thích ra cho Ngọc ơi, để cho chú Ngọc chụp con. Ừ, cho nó nó gì đó. Nó lì dữ trời. Dạ đẹp đúng không? Đẹp lắm cô ơi. Mấy cô này nhiệt tình lúc nào qua ở đây hết trơn luôn ha. Dạ. Cho chú Vũ Linh phù hộ cậu Năm, phù hộ cho mấy cậu. Dạ. Bắt đạt làm tới đâu thắng tới đó ha. Dạ. Trời ơi, quá trời chú Vũ Linh vậy là có phước lắm rồi. Dạ. Dạ chào chị. Quá trời chị mình quay. Dạ. Dạ chị từ đâu đến đâu chị? Ở dưới Cà Mau Bạc Liêu lên với đi với bà chị. Dạ. Lên nói để lên mộ cậu Năm đi hoài không có điều kiện đi á, nên không có điều kiện mình đi được. Nên đốt câu nha. Nói về cũng tình nghĩa chứ hồi xưa anh mình cũng là nghệ sĩ Dương Tài. Dạ. Ông chết ông đi với Chiêu Hùng nè, Kim Thoa, Ngân Tấn đồ với Tài Linh đồ. Ông quen giao du với nghệ sĩ rất nhiều á. Hồi xưa ông chết rồi mấy ông cũng về. Chiêu Hùng cũng chết luôn rồi, Chiêu Hùng chắc không có chỗ ông đây. Không? Ủa chị nói á, anh của chị là nghệ sĩ là ai? Vương Tài. Vương Tài. Ừ, đi với hồi đó với Chiêu Hùng rồi Kim Tiểu Long rồi đó, đi băng chung với nhau. Với nói trắng là ổng là đệ tử của hồi xưa Tấn Tài. Dạ. Tài với Thanh Tuấn, Văn Châu rồi ông băng đó đi đông. Thì mấy chục năm mới chết cũng khoảng 10 năm trở đây thôi, cũng bị ung thư. Cậu Năm nè, mà không biết luôn. Ông đâu có biết đâu. Thì là giống mà Việt Kiều mới về nước đó. Dạ đúng rồi, nhìn là giống Việt Kiều. Việt Kiều rồi thấy cậu Năm này không tốt quá, sống gì đâu lo, toàn là thân không lo mà cứ lo hết người này người kia tội nghiệp. Thôi mình cũng đi có kêu hộ lên nước rồi cậu Năm cây nhang. Dạ. Để chị em lên. Quay lên mạng rồi con lại chết luôn. Dạ. Đâu có gì đâu ngày. Mình ở miền Tây là tỉnh nào hả? Ở tại Bạc Liêu. À Bạc Liêu. Đi từ đây. Bạc Liêu là xứ sở Trẻ Lương mà. Là cho anh Lẹo theo. Rồi là chú em chết vậy. Anh mình thì ở bên quận 2, quận 9. Dạ. Anh hai mình là nghệ sĩ xưa ở quận 2, quận 9. Nhắc cái máy lại đây. Ca hát nào chứ? Ông ở nhà làm về xương khớp. Ông về bên chữa xương khớp xã mình nhà hồi xưa mình là thợ ống tóc. Dạ. Thợ ống tóc. Đó. Sợ đi với chú Vũ Linh đó nè. Có hình chú Vũ Linh nè. Trời ơi, rồi Kim Tôn Long hồi đó thì chụp đông lắm, chung với Ngọc Quyền nữa nè. Trời ơi, nghệ sĩ của tôi có nhiều nghệ sĩ giao lưu lắm, mà Chinh Nhân nữa nè. Giao lưu nhiều lắm, ngân tưng. Chị có hình ổn nhiều dữ hả? Trời ơi, tôi nghệ sĩ nè, mấy ổng nào đi hồi xưa giao lưu nói là phải có mặt chứng ha. Trời ơi, hình cả quá trời đẹp luôn. Tình hồi xưa không mà, hình trắng đen hồi xưa không mà. Nè mình nè, nhớ hồi xưa không? Hồi mấy chục năm về trước nè, Kim Tư Long nè. Trời ơi. Rồi Vũ Linh cũng chụp với mình nữa nè, rồi Ngọc Quyền nữa nè. Kỷ niệm quá ha. Thôi cô giữ kỹ quá ha. Hình này còn cái hình này mới quý nè. Mấy ổng nè Ngọc Quyền ha, Chinh Nhân hồi xưa nè mời rồi đi giao lưu mấy chục nghệ sĩ nè. À, đó hồi xưa là tôi là giao lưu mấy ổng nhiều lắm, tiệc tùng mấy ổng mời nè. Dạ. Kim Tư Long mà trời ơi. Dạ. Có mình ở trong đầy hết, thấy mình chưa? Dạ thấy. Mình nè đó, đứng nè có Chinh Nhân nè, Bảo Ngọc nè, đó Vũ Linh nè. Hình hình hồi xưa không ha cô? Đi chụp coi hồi xưa kìa cô. Bạch Long đó nè. Vũ Linh đó ha, nói là phải có hình ông xã mình chụp không đó, hồi xưa là ông xã. Dạ. Trời ơi đẹp chứ hả? Cô giữ kỹ quá ha. À con Năm nghe, con Năm hồi xưa kìa. Con Năm hồi xưa nè. Ông xã mình với Kim Tử Long nè. À ông xã của cô với Kim Tử Long. Ờ à, con Năm nghe, con Năm cười dễ thương không? Con Năm cười nè mọi người, vui quá ha. Cái này tiệc sinh nhật. Mình với Kim Tử Long nè. Dạ đâu cô cho con mượn rồi cô. Đúng rồi cô nè. Ồ đó cô đẹp. Trời ơi đẹp ghê vậy. Cái hình hình này là hình hồi xưa, đúng hồi xưa luôn á. Hồi xưa trắng đen nè, đâu có màu mè gì đâu. À, chị nắm tấm này cho em mượn tấm này coi. À, cậu Năm nè. Cậu Năm, cậu Năm với cô nè. Kim Tử Long có đẹp đen hả? Cô đen hay cô trắng? Trời ơi cậu Năm hồi xưa đẹp trai ghê trời. À, cậu Năm cười tươi ha, cậu Năm tươi ha. Mẹ cô nè, Vũ Linh nè. Nè, nết nè, có nè.
Cái này là Bảo Ngọc vợ Chính Lâm nè mọi người. Ồ. Ồ quá chừng luôn ha. Mình với Vũ Linh nè. Tấm nào có con Năm đâu. Nè đó, chụp với Vũ Linh đó. Con Năm đâu? Trời ơi, con Năm mà bắt uống bia mà có người lại ôm hôn luôn kìa. Thấy thằng Năm không? Đó trời ơi. Thằng cô nè. Mình với thằng Vũ Linh. Vũ Linh. À Vũ Linh còn nhỏ đẹp trai vậy? Cô thằng Vũ Linh với mình nè. Cô thằng này, cô thằng này nè. Nó trắng đầu xưa là thầy Linh đồ bạn thân của anh hai con thân hàng. Trời ơi, con Năm kìa, con Năm cười kìa. Bắt con Năm đi ra đây nha. Con nào đẻ đó. Em sắp lên rồi. Bắt con Năm. Ờ, lu vô thôi mấy ông kêu ông té luôn. Con Năm đâu, con Năm đâu. Trời ơi, con Năm nè. Bởi vì Năm chú nè. Đang đang chụp hình với cái miếng muối luôn. Con Năm thành cái tấm mà. Vậy là ngày xưa cô chắc là thân lắm với cậu Năm. Trời ơi, con Năm kìa, con Năm hát kìa. Con Năm hát nè, ông xã của cô nè mọi người. Kim Tử Long nè. Mà tiệt tùng nào thì cũng có mình đó. Mười mấy năm gì chứ. Nhìn thấy con Năm thấy Vũ Lưng không? Nào Vũ Lưng đâu cô, trong mận tắm Vũ Lưng ngay cô. Vũ Lưng hát trường hình. Đây Vũ Lưng cho chị đó. Vũ Lưng hát trường hình. Đây Vũ cậu Năm nhảy 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 Ngân Hà với Ngân Hà với Chí Linh. Chí Linh trong Chí Linh. Trời ơi cậu Năm hát người ta tặng bông quá trời luôn kìa. Trời ơi cái này sinh nhật của Chí Linh nè, con của Chí Linh á, Chí Linh Bảo Ngọc nắm trên tay đó. Anh đây vậy sinh nhật Chí Linh Bảo Ngọc cái nhà này đi như sao nè. Nếu mà hồi xưa mà hát mà được người tặng bông một bông bông tay vậy là quá là biết. Hôm là kỷ niệm xưa. Chú con Năm này đã tắm rồi hồi xưa tới bây giờ mà cô vẫn còn giữ. Cái tấm này mà giữ. Cái này là trắng đen hồi xưa nè. Chụp hình hồi xưa trắng đen nè chứ đâu có màu mè gì đâu. Mà giữ tới giờ này còn kỷ niệm biết bao nhiêu rồi nói. Ai vậy em? Em ơi, giờ tài giờ á, quen với Tài Linh rồi. Dạ đây là cô này là chồng cô là ra, cô ra cô ép dự đi cô để hư hết. Cô ra ép dự đây đi. Mà cô giữ kỹ nha, tấm hình tới bây giờ vẫn còn đẳng băng qua tiệm photo cũng bây giờ photo cô có dự đây nha. Cô bảo quản nó bè lắm, bây giờ chục năm nữa cô lấy về là nước mưa vô là hư hết. Còn trang mượn cái tấm của anh đi anh yêu. Trang mượn cái tấm của anh đi. Cái này là ông xã mình với Chí Linh. Dạ. Mình nói cô giữ rất là kỹ ha. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ mà thịt trắng đen tới giờ vẫn còn mà ngay băng về là cô giữ rất là kỹ luôn á. Ôi còn Chí Linh nữa. Zalo được không? Kết Zalo con. Dạ. À có nghe. Có vô Zalo. Dạ có rồi. Zalo Ngọc Lâm. Zalo Ngọc Lâm của cô Hồng Dung. Dạ. Để cho vô cô có. Cô cho con xem với cô. Thôi, khán giả hỏi cô có tấm nào chụp chung với Hồng Dung không? Hồng Dung. Cái này khán giả hả? Hồi xưa anh mà đi chung với đây là khán giả. Hồi xưa mình á là anh hai mình đi chung với Hồng Nhung với Linh Tâm Cẩm Thu. Dạ. Linh Tâm Cẩm Thu với Hồng Nhung là tiếng ca sông cũ. Rồi lúc đó là cô có